Chào các bạn, mình là Miss Bảo Huệ. Các bạn thân mến, cá mập, cá sấu thì luôn nổi tiếng là những sát thủ săn mồi nguy hiểm bậc nhất trên hành tinh. Thế nhưng mà chúng chỉ như những đứa trẻ danh so với những tiền bối thời tiền sử của chúng. Bạn có biết không, thời tiền sử, những cá thể này còn từng nhai sống, nuốt gọn được cả khủng long bọ chúa cơ đấy. Vậy chúng khổng lồ đến như thế nào? Sở hữu sức mạnh khủng khiếp ra sao? Hãy cùng xem thì hôm nay khám phá những loài thú khổng lồ đáng sợ thời tiền sử nhé! Cá đăng Liosteus. Trong lòng đại dương hàng trăm triệu năm trước, có một loài cá ăn thịt với răng nanh và hộp sọ khổng lồ. Chúng là đăng Liosteus, với thân hình mập mạp và hình dáng hung dữ. Loài cá của kỳ Devon này xứng đáng với biệt danh là kẻ hủy diệt thời kỳ cổ đại. Đăng Liosteus sống ở thời kỳ cuối của kỳ Devon, từ 380 đến 360 triệu năm trước. Qua phân tích và mô phỏng lại thân hình của loài cá này từ các mẫu hóa thạch tìm kiếm được, thì chúng ta biết được rằng chiều dài tối đa của đăng Liosteus là vào 6 mét và nặng tới gần 1,5 tấn. Đăng Liosteus được mệnh danh là những con cá bọc thép bởi đầu và cổ của chúng được bao bọc bằng một lớp áo giáp xương khá là dày. Cũng chính vì điều này mà lớp hóa thạch của chúng thường được bảo tồn hầu hết phần đầu và cổ. Bao phủ bên ngoài lớp giáp đó là một bộ da rất bóng, đi theo đó là một đôi mắt mọc ở hai bên đầu. Chúng không có răng, nhưng mà chúng sở hữu hai bản xương sắc bén, hình thành một cấu trúc như mỏ chim để xé xác mọi thứ chúng gặp. Cú chụp cắn của loài này có sức mạnh tương đương tới 5 tấn cơ đấy. Cảm giác khi bị kẹt giữa hai hàm răng của nó thì cũng giống như bị ô tô tải cỡ lớn đè lên vậy. Chỉ có thể là nát bét mà thôi. Với lực cắn khủng khiếp này, loài cá mập cùng thời dường như hoàn toàn bất lực trước chúng. Thậm chí chúng còn chẳng ngán ngẩm khi ăn thịt chính đồng loại của mình. Chính vì thế, trong suốt hàng trăm triệu năm trong kỷ Devon thì đăng Liosteus là loài sinh vật biển thống trị hoàn toàn thế giới đại dương. Cá mập Megalodon. Cá mập Megalodon được coi là loài cá mập lớn nhất từng sống trên trái đất và là một trong những loài săn mồi có xương sống lớn nhất trong lịch sử tự nhiên. Những con cá Megalodon tung hoành khắp các đại dương từ khoảng 28 triệu năm cho đến gần 1,6 triệu năm trước. Chiều dài tối đa của chúng có khả năng đạt tới 16,5 mét, gấp khoảng 3 lần cá mập trắng lớn ngày nay. Về khối lượng cơ thể, có giả thuyết đưa ra rằng siêu cá mập Megalodon có thể nặng từ 12,6 đến 33,9 tấn đối với con đực, còn con cái thì có thể nặng tới 27,4 đến 59,4 tấn. Riêng những chiếc răng của loài cá săn mồi lớn này có thể đạt tới chiều dài 17 cm. Khi mà so sánh với nhau thì khủng long bạo chúa T-Rex thật sự chưa đủ tuổi sánh ngang với loài cá mập này. Dựa trên các mẫu vật cho thấy, Megalodon thường săn các động vật có vú như là cá voi nhỏ, cá heo, cá nhà táng, cá voi đầu cong, hải cẩu và rùa biển. Để đổi khẩu vị thì có khi siêu cá mập cổ đại này còn săn cả khủng long T-Rex chỉ để cho vui miệng. Những con cá mập Megalodon này có lực cắn lên tới 8 tấn, gấp 12 lần lực cắn của loài sư tử châu Phi và gấp tới 80 lần lực cắn của con người. Lực cắn này cũng uy lực hơn nhiều so với khủng long bạo chúa. Quả thật là không khó lý giải cho danh hiệu sát thủ hung tợn bậc nhất lịch sử đúng không nào? Rết tiền sử Arthropoda. Rết Arthropoda là sinh vật tiền sử đã tuyệt chủng thuộc nhóm động vật chân đốt nhiều chân, sống vào kỷ than đá cách đây 323 đến 299 triệu năm trước. Đây là thời kỳ phát triển mạnh mẽ của các loài động vật và thực vật do điều kiện tự nhiên thì vô cùng thuận lợi và chính vì thế mà kích thước của chúng khiến cho bạn thiếu máu lên não đấy. Và Arthropoda thường xuất hiện ở Bắc Mỹ và Scotland. Chúng cũng là sinh vật chân đốt to lớn và động vật không xương sống to lớn nhất từng tồn tại trên trái đất với chiều dài lên đến 2,5 mét, đường kính cơ thể đạt tới hàng mét. Chúng có khoảng 121 chân và mỗi chân có thể dài tới 76 cm, còn lớn nhất đạt trọng lượng gần nửa tấn. Theo các nhà khảo cổ học người Mỹ, nếu như chúng còn sống, chúng hoàn toàn có thể ăn sống cả một con sư tử. Hàm răng to khỏe của chúng có thể nghiền nát bất cứ sinh vật nào. May mắn thay là Arthropoda lại hoàn toàn ăn chay. Thức ăn chủ yếu của chúng là thực vật, cỏ, những thứ mà các nhà nghiên cứu tìm thấy trong hóa thạch dạ dày của chúng. Tuy hiền lành và chỉ ăn cỏ, nhưng mà nếu như có kẻ xâm phạm lãnh thổ, thì Arthropoda sẵn sàng lao vào chiến đấu, bảo vệ lãnh địa của mình. Đánh đá lắm chứ đùa đâu nha.
chăn Titanoboa. Hiện nay thì Anaconda tại Amazon Nam Mỹ đang là loài chăn lớn nhất trên trái đất. Chúng có chiều dài 7-8m, nặng đến hơn 200-500kg. Thế nhưng lùi về trước đó khoảng 60 triệu năm trước, trong vùng đầm lầy nhiệt đới rộng lớn, thực sự tồn tại một loài chăn khổng lồ mà kích thước của chúng gấp nhiều lần so với loài chăn Anaconda ngày nay. Chúng là Titanoboa, loài chăn lớn nhất mà con người từng biết tới. Ước tính rằng cơ thể của chúng khi trưởng thành dài tới hơn 15 mét và nặng khoảng 1,1 tấn, nặng gấp 10 lần một con chăn Anaconda trưởng thành ngày nay. Với kích thước này thì loài chăn khổng lồ Titanoboa hoàn toàn có thể nuốt chửng không phải là một mà là vài người trưởng thành một cách dễ dàng. Nhưng thật may mắn cho nhân loại là ngày nay thì chúng đã hoàn toàn tuyệt chủng, tất cả những gì còn lại chỉ là hóa thạch. Titanoboa là tổ tiên của loài chăn ngày nay và có cấu tạo giống như chúng. Nó cũng giết chết con mồi bằng cách quấn và xiết, nhưng mà là một lực gấp 10 lần áp lực từ một con chăn Anaconda thông thường. Những con cá sấu rừng mưa Sarasian cổ đã từng là món ăn chính của Titanoboa. Sau khi ăn, nó sẽ không phải ăn cho cả năm. Loài chăn khổng lồ này cũng sinh sống cùng thời đại với các loài khủng long như là Majungasaurus, Masakiasaurus và Rahonavis. Với kích thước như vậy, Titanoboa có thể sẵn sàng sơi tái những con khủng long để thỏa mãn cơn đói của mình. Titanoboa tuyên bố, khủng long chưa đủ tuổi sánh đôi. Cá sấu tiền sử. Cá sấu nổi tiếng là kẻ săn mồi máu lạnh thời hiện đại. Nhưng mà nếu so với loài cá sấu thời tiền sử thì những con cá sấu thời nay quả thật là quá hiền lành so với độ hung tàn với tổ tiên của chúng rồi, loài Sacrosauchus. Sinh vật khổng lồ này có hình dáng tương tự với cá sấu ngày nay nhưng nặng tới 8 tấn và dài khoảng 12 mét, tương đương với kích thước của một chiếc xe tải. Sacrosauchus từng sinh sống trên trái đất cách đây khoảng 112 triệu năm và tập trung chủ yếu ở châu Phi và Nam Mỹ. Với kích thước khổng lồ cùng hơn 100 chiếc răng chì chít trong bộ hàm dài tới 1,8 mét, riêng hộp sọ đã dài tới gần 2 mét, nó được coi là loài săn mồi đáng sợ nhất thời bấy giờ. Thậm chí là các nhà cổ sinh vật học còn cho rằng khủng long hay là có thể cả khủng long ngoại chúa là thức ăn yêu thích của loài siêu cá sấu này đấy. Các nhà nghiên cứu cho rằng chúng mất khoảng 50 đến 60 năm để thực sự trưởng thành và khi trưởng thành thì nó trông không khác gì một con quỷ cả. Chúng cũng giết các con mồi theo cách dìm con mồi dưới nước đến chết rồi mới ăn, giống như những con cá sấu hậu duệ đời này đấy. Đà điểu tiền sử. Nói về loài chim lớn nhất, điều đầu tiên mọi người nghĩ đến có lẽ là đà điểu. Nhưng mà đà điểu thì không phải là thành viên lớn nhất trong gia đình chim. Năm 2018, các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện ra và đặt tên cho một loài chim khổng lồ từng sống trên đảo Madagascar. Kích thước của nó tương đương với một con khủng long và chúng đã trở thành loài chim lớn nhất trong lịch sử. Người ta đặt cho nó một cái tên riêng, Vorum, có nguồn gốc từ tiếng Malagasy, có nghĩa là loài chim siêu to khổng lồ. Với tên gọi khoa học đầy đủ là Vorum Titan, ước tính chúng nặng từ 540 đến 730 kg. Với trọng lượng trung bình khoảng 640 kg, cùng với đó thì là chiều cao 3 mét, cùng với chu vi xương đùi lên tới 30 cm. Loài chim khổng lồ này có cái đầu nhỏ, cổ dài và cong, nhưng ngược lại cơ thể của chúng lại rất cứng cáp và bên dưới cơ thể là hai chân dài, dày và mạnh mẽ. Không giống như đà điểu, vì cơ thể quá nặng, những con chim khổng lồ Vorum Titan không thể chạy nhanh và giữ cơ thể cân bằng ổn định. Thay vào đó thì chúng chỉ có thể đi bộ. Các cánh của chúng cũng vì thế mà bị teo nhỏ tới mức gần như không thể nhìn thấy khi ẩn dưới lớp lông. Mấy con này mà sống ở đời này, rồi cũng có bản tính hiếu chiến như đà điểu thì con người chỉ có đường mà đi chầu Diêm Vương nếu như mà không may gặp phải cả nhà nhỉ. Bọ cạp biển khổng lồ. Chiếc chân hóa thạch của loài bọ cạp Jacobterus hinani được tìm thấy tại một mỏ đá ở Prüm, Đức, dài tới 46 cm. Theo như tính toán của các chuyên gia, cơ thể của chúng có thể dài tới 2,5 m. Chúng sống ở dưới đáy biển cách đây 390 triệu năm. Với kích thước tương đương với cá sấu lớn ngày nay thì Jacobterus hinani là loài săn mồi đáng sợ nhất thời đại của chúng. Chúng bơi rất nhanh và sử dụng chi trước to lớn cùng với bộ hàm để bắt mồi. Một mẫu hóa thạch được bảo quản đặc biệt tốt của loài cá voi Slimonia acuminata cho thấy một xương sống có khớp nối và đuôi bị cong hẳn về một bên. Phần đuôi này bị tịt bởi một chiếc xương răng cửa sắc bén, giống như là phần đầu ngòi của một cây bút lông.
Các phân tích phần đuôi này cho thấy nó không thể uốn cong theo chiều thẳng đứng giống như đuôi của tôm hùm, nhưng mà có thể di chuyển theo chiều ngang từ bên này sang bên kia. Và chiếc đuôi này chính là phần đuôi của loài bọ cạp biển khổng lồ. Và từ đó thì người ta phát hiện ra chúng còn dùng chiếc đuôi răng cưa có thể xoay được của mình để giết chết con mồi. Vậy thức ăn của chúng là gì? Bọ cạp biển chủ yếu ăn cá và động vật chấn đốt nhỏ, thậm chí là ăn thịt cả đồng loại ở những vùng nước nông gần bờ. Bọ cạp thời nay đã đáng sợ rồi, mà so sánh với tổ tiên của chúng thì đúng là chưa bõ bèn gì các bạn nhỉ? Các bạn bất ngờ với kích thước và sức mạnh khủng khiếp của loài nào nhất? Bạn còn biết loài sinh vật kinh dị nào là tổ tiên của động vật ngày nay nữa không? Hãy để lại bình luận chia sẻ cho chúng mình cùng biết nhé! Xin chào và hẹn gặp lại! Video ngày hôm nay. Nếu bạn thấy hay, hãy nhấn like, share video này và đăng ký kênh nữa nhé. Nhấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo và là người đầu tiên xem video của chúng mình vào lúc 18 giờ tối và 11 giờ trưa các ngày trong tuần. Cũng đừng quên tham gia với chúng mình trong group Trang trại nhà Gen Z trên Facebook để cùng chia sẻ những thông tin thú vị và nhận quà hấp dẫn nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.